Chiều ngày 10 tháng 4, Bộ Công an đã phong tỏa để khám xét trụ sở tập đoàn Tân Hiệp Phát tại tỉnh Bình Dương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin cũng đã khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát. Bộ Công an cho biết, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương. Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 tiến hành điều tra xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự. Ngày 10 tháng 4, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cho biết, Sở vừa chỉ đạo Thanh tra Sở triển khai lực lượng phối hợp với Cảnh sát Giao thông, chốt chặn và tuần tra kiểm soát xử phạt phương tiện vi phạm trên tuyến quốc lộ N2, đường tỉnh 830, thuộc địa bàn huyện Bến Lức và Đức Hòa, nơi có nhiều bãi vật liệu xây dựng đang hoạt động. Sở Giao thông Vận tải đã mời các doanh nghiệp có bãi cát dưới chân cầu Đức Hòa và trên tuyến quốc lộ N2 thuộc địa bàn xã Thạnh Lợi và Hữu Thạnh làm việc về giờ hoạt động, đóng góp kinh phí để duy tu sửa chữa và tưới nước thường xuyên đoạn đường từ mố B cầu sông Tra đến quốc lộ N2. Đồng thời, ngành chức năng phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa làm việc với 7 doanh nghiệp có các bãi cát thuộc địa bàn xã Hữu Thạnh. Qua đó, đã phát hiện xử phạt 2 doanh nghiệp không có giấy phép đánh giá tác động môi trường với số tiền 130 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông đã kiểm tra xử lý 30 trường hợp xe chở hàng hóa quá tải trọng, để đất cát rơi vãi trên đường, gây ô nhiễm môi trường với tổng số tiền 150 triệu đồng. Được biết, tuyến đường trên xe tải chở cát đá với mật độ dày đặc làm hư hỏng mặt đường. Người dân sống trong khu vực khổ sở vì bụi mù mịt do các phương tiện vận chuyển để rơi vãi cát đá gây ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn giao thông. Ngày 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Thanh Triều, 54 tuổi, ngụ ấp Khương Ninh, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, về tội chống người thi hành công vụ. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin ngày 10 tháng 3, trưa ngày 8 tháng 3, tổ công tác do Trung úy Phan Quang Minh, Công an xã Bình Tân làm tổ trưởng đã đến tuyến đường Sáo Quang, kiểm tra phát hiện một xe ben do tài xế Dương Chí Trung, 19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hữu, huyện Gò Công Tây, đang chạy trên đường, nghi vấn quá tải trọng nên đã ra hiệu dừng kiểm tra. Tổ công tác yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ xe. Lúc này, ông Trần Thanh Triều chạy xe máy đến hiện trường và leo lên xe ben lái xe chạy và hất đổ đất xuống mặt đường. Tổ công tác yêu cầu ông Triều ngưng hành vi vi phạm, nhưng ông Triều không chấp hành và lái xe chạy thẳng về phía trước, tông thẳng vào hướng của Trung úy Minh đang đứng làm nhiệm vụ khiến anh ngã xuống. Ông Triều tiếp tục lái xe tông vào xe máy cá nhân của tổ công tác làm hư hỏng xe của tổ công tác. Sau đó, xe ben của ông Triều bị lao xuống mặt ruộng và ngừng lại. Sáng ngày 10 tháng 4, lực lượng trạm kiểm lâm Tà Lài và trạm kiểm lâm Đồi Đất Đỏ thuộc hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên cùng phối hợp đi tuần tra tại khu vực rừng đặc dụng của tiểu khu 47 do Vườn Quốc gia Cát Tiên quản lý thuộc địa giới hành chính xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Lực lượng đã phát hiện 2 đối tượng có các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng và quản lý sử dụng vũ khí. Lực lượng bắt giữ được đối tượng Huỳnh Văn Biến, 39 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, cùng một khẩu súng, 78 viên đạn, 2 con treo treo, 2 đèn pin. Còn một đối tượng bỏ chạy được xác định là Ca Nhuân, ngụ huyện Tân Phú. Ngày 10 tháng 4, ông Nguyễn Văn Vững, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã yêu cầu hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc xin lỗi trước cờ. Theo đó, phòng giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy phê bình, chấn chỉnh ban giám hiệu nhà trường, hiệu trưởng Phan Anh Tuấn vì đánh phó hiệu trưởng Lê Đức Huấn. Lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo cũng yêu cầu ông Phan Anh Tuấn xin lỗi dưới cờ, xin lỗi học sinh, thầy cô giáo, ban đại diện cha mẹ học sinh.
Cùng ngày, ông Phan Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc cho biết, nhận thức hành động nóng nảy dẫn đến đánh phó hiệu trưởng là hành vi phi giáo dục nên đứng dưới cờ. Ông xin lỗi toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, ông Phan Anh Tuấn đã đánh ông Lê Đức Huấn ngay tại sân trường. Ông Tuấn cho biết, nguyên nhân là do ông Huấn hay rượu chè, rồi vào trường sau 22 giờ đêm, thường xuyên gọi điện thoại hiệu trưởng yêu cầu điều bảo vệ mở cổng cho vào trường. Vì bức xúc bảo vệ của trường không mở cổng, sáng ngày 6 tháng 4, ông Huấn tự ý mua khóa về khóa cửa cổng trường lại. Thời điểm trên, hiệu trưởng và bảo vệ đi ăn sáng về, phát hiện cổng bị khóa nên chỉ đạo bảo vệ phá khóa cho học sinh vào. Lúc này do bức xúc dẫn đến cãi nhau nên hiệu trưởng đánh vào mặt hiệu phó tại sân trường. Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 4, bản đồ của ứng dụng Grab hiển thị không chính xác tên nhiều đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đến đầu giờ chiều ngày 10 tháng 4, các thông tin không chính xác vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam trên bản đồ Grab đã được sửa trên cả nền tảng Android và iOS của thiết bị di động. Cụ thể, các tên gọi tiếng Trung Quốc và tiếng Anh vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên bản đồ đã được xóa đi. Chữ Nasa District, huyện Nam Sa, tại vị trí đá chữ thập đã không còn hiển thị. Tại vị trí đá vành khăn cũng không còn hiện chữ Mỹ Tế, Tam Sa, Trung Quốc. Tên gọi tiếng Trung Quốc các thực thể Subi, đá châu Viên cũng đã được bỏ. Liên quan đến sự việc này, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã gửi giấy mời công ty Grab Việt Nam đến làm việc về các thông tin sai phạm mà báo chí đã phản ánh, đồng thời sẽ xử lý nghiêm nếu Grab vi phạm pháp luật Việt Nam. Cuộc làm việc này sẽ diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 4 tại Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.